phải chốt cửa vào, chốt cả cái cửa kia vào hết nhá. Có ai gọi đừng có nghe nhá, đừng có mở cửa cho nhá, được chưa? Xin giới thiệu với các bác là đang có bán các sản phẩm như mật ong khoái, và đây là chai mật ong khoái, và còn đây thì là chai mật ong bạc hà. Tiếp ở dưới này, đây là chai mật ong rừng các bác ạ. Đây. Ở dưới này hơi tối nên nó nhìn thấy đen đen. Và tiếp đây thì là cái giảo cổ lam các bác ạ, giảo cổ lam. Đấy. Giảo cổ lam là có tác dụng là hạ huyết áp. Còn tiếp đây là cái gói chè dây. Đây là một túi này là 1 cân. À, một gói này là uống được thoải mái tầm khoảng nửa tháng, hơn nửa tháng các bác ạ, là có tác dụng là cải thiện giấc ngủ các bác ạ. Còn tiếp đây, cái này là cây cây cỏ máu làm bổ đường huyết, bổ máu và sau sinh. Các cái sản phẩm ở đây thì anh ông còn có bán cái thìa canh hỗ trợ điều trị tiểu đường các bác ạ. Mà có bác nào quan tâm đến sản phẩm thì liên hệ số điện thoại 0326 628 386. Rất là mong là các cô các bác đi qua kênh thì có thể ủng hộ anh ông để anh ông có kinh phí để đi giúp người nghèo ở vùng cao. Thì anh ông xin cảm ơn các cô các bác đã quan tâm và ủng hộ kênh. Chào các ông các bạn. Đâu xin mến chào khán giả toàn thể cô bác tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của anh ông. Các bác ạ, có lẽ là hôm nay Phong là một ngày buồn nhất rồi. Bởi vì là sáng ngày mai đấy thì Phong sẽ phải đi học. Nên là hôm nay anh ông đưa bé Phong lên để sáng mai đi học các bác ạ. Bởi vì là cái thước phim trước anh ông có nói rồi, cũng có nói chuyện với thầy giáo rồi thì cũng có nói là chuyển trường liên quan đến giấy tờ nên là rất là khó, nên là sẽ cho bé Phong ở đây học hết năm nay. Đây thì bé Phong mới mới đi xuống dưới xã học các bác ạ, thì có lẽ hôm nay Phong rất là buồn. Có buồn không Phong? Dạ có. Thôi cố gắng ở đây nhé, cô ấy đi học nhé, đợi xem bố chữa bệnh về thì ở với bố nhá. Thì là bố thì đang chữa bệnh ở dưới chưa xong nên là Phong phải ở đây. Thì hôm nay đến thì cái đồ đâu quầy lại mang lên trên kia rồi. Hôm nay đến thì có mua cho bé Phong là cái đồ dễ làm ăn các bác ạ, cá hộp này. Để cho bé Phong tự nấu ăn thì lát nữa sẽ cho anh em anh ông với lại Quẩy sẽ đi gánh nước về cho Phong này, và sẽ đi tìm củi, cái củi nó bé nó dễ cháy để Phong tự nấu cơm ăn ở đây các bác ạ. Còn bác Phong nó thì cũng đang ở bệnh viện để trông bố Phong nên là cũng không có ở nhà. Đấy, còn chỉ còn bác gái ở nhà thì bé Phong hỏi, bé Phong bảo đi sang với bác ở thì bé Phong không sang. Bé Phong muốn là tự ở đây thì tí nữa sẽ hỏi bác Phong xem nào. Còn con gái của bác Phong thì đi làm dâu thì cũng đang quay về đây. Đang quay về đây ăn dằm thì sẽ hỏi bác của bé Phong cho chị bé Phong về ở với bé Phong bác ạ. Ở đây còn cách nhà anh ông rất là xa, 12 cây đường à đâu 12 13 cây đường đất. Đây thì đi phải mất cả đi cả về mất 2 tiếng. Có thể là hơn 2 tiếng nên là không thể đưa đón bé Phong đi học được. Nên là thôi đây thì cũng sẽ cái thước phim này sẽ dạy bé Phong tự nấu cơm, tự sinh hoạt, tự lo cho cá nhân bé Phong.
để bé Phong tập làm dần, để tập sống lần dần, tự lập dần các bác ạ. Nào đi lên trên nào. Rút chìa khóa chưa? Hôm nay đến thì có mua cho bé Phong hai cái can bé để bé Phong tự đi xách nước các bác ạ. Hôm nọ có hai cái chai, bé bé thì cũng không có nắp nên là hôm nay mua cho bé hai cái can. Thì bé Phong cũng ở nhà nông được hôm nay nữa là đúng tròn một tháng rồi các bác ạ. Tròn một tháng. Ôi dồi ôi, đã mưa bên kia về rồi. Trời mưa rồi các bác ạ. Vừa đến đây xong trời đã mưa. Đấy, bé Phong phải tự ở một cái nhà như này rồi các bác ạ. Ôi dồi ôi, hôm nọ bố đi thì không dọn chăn màn. Nước thì đun để, không biết là bố để cái điều khiển đâu rồi, điều khiển đèn ở đâu rồi? Đâu? À, bật bóng lên cho sáng. Giờ này cũng đã là 4 giờ chiều rồi, 4 rưỡi chiều rồi. Có lẽ sẽ tranh thủ đi tìm cho Phong ít củi các bác ạ. Đấy, rất là sáng. Cho Phong ít củi bé để Phong... tự nấu cơm ăn, với lại sẽ đi gánh cho bé Phong một can nước và hai can bé. Còn đấy, tí sẽ rửa cái đống bát này, từ nọ bố ăn xong nó để ở đây luôn, bị mốc hết rồi cả cái nồi nữa. Rồi giờ sẽ Quẩy và bé Phong đi lấy nước nhá. Phong lấy cái bé. Mang can đi lấy nước về để. Chị đi cùng. Tí phải tráng cái can nhá. Wow. Tráng cái can cho nước vào này. Cho nước vào đầy ở đây xong mới làm như này xong mới lấy nước về nhé, nhớ chưa? Vâng. Ừ. Đấy. Mít hỏng nhá. Cho nước vào.
Có mệt không Phong? Có. Có à? À. Đấy, bây giờ có hai cái can xinh xinh như này, để xách nước thì đơn giản rồi. Đấy, trước khi Quẩy với lại Phong đi xách nước thì ông cũng tranh thủ đi tìm được cho bé một ít củi của bác ạ. Đấy, để đây cho bé đun. Không để ngoài tối mưa về nó lạnh. Củi hỏng hết, không đun không cháy. Tìm một lửa xong là nhóm bếp nhá. Vâng. Còn không? Còn ga không? Có. Được. Bây giờ sẽ bỏ cái ấm ra. Bỏ cái này ra. Đấy, đặt xuống. Lấy củi vào trước nhá. Lấy củi bé vào bếp trước nhá. Cái đèn sáng nhỉ? Cho cái củi bé trước không? Cho củi bé trước rồi mới cháy chứ. Lấy củi bé vào trước. Lấy củi bé xuống dưới trước thì mới cháy. Nào. Đấy, lấy cái bé vào dưới này xong là mới cháy. Nào lấy về đi. Đấy, mỗi lần bếp tắt thì đun xong là lấy cái củi bé cho trước nhá. Cho xuống dưới trước thì đun nó mới cháy nhanh. Nào lấy về đây, lấy về đây cho chú. Đấy, từ hôm nay Phong là từ ở nhà nấu cơm ăn nhá. Wow. Ừ, ở nhà nấu cơm ăn xong là tối về thì chốt cửa vào xong ngủ nhá. Vâng. Chốt cửa vào, chốt chắc vào xong ngủ nhá. Vâng. Ừ, trong sáng dậy sáng xong là úp phở ăn xong đi học nhá, đun nước úp phở ăn nhá. Vâng. Có biết úp chưa? Biết rồi. Biết à? Vâng. Nào, bây giờ lấy cái giấy kia về. Lấy cái vỏ giấy kia về. Xong đun bếp. Mang ra kia xé, mang ra kia xé. Đấy, xé bé bé xong là bật lửa. Hôm nọ bố còn để cả sữa chữ uống kìa. Kìa. Đôi như chú nhá. Vâng. Hàng ngày đôi như chú nhá, được chưa? Vâng. Cái này con bố của Tâm lấy được gần nước thì cháy được.
nhóm cho quen nhé. Chị nhóm đến cho quen đi. Cho xuống dưới, cái đấy cho xuống dưới, bé cho xuống dưới thì mới cháy. Chưa? Vâng. Này, cái này chú trẻ để đây xong là để cạnh ở kia, lúc nào nhóm bếp thì lấy về được nhóm thì nó mới nhanh nhá, nhớ chưa? Vâng. Đây là cái tre. Trẻ bé để cho phòng nhóm bếp thì nó mới dễ nhóm. Chú đặt xuống đi Phong. Đấy, cháy ở đây. Cháy đây. Đấy, phải có cái tre nó mới cháy. Tự làm đi cho quen nhá. Không mấy đứa không biết làm việc đâu. Bố mình thì bị bệnh nên là không biết dạy bảo. Mang chậu đi, mang chậu đi. Ôi dồi ôi, bát mốc hết rồi. Xem chú quẩy gì cơ. Xem chú rửa nhé, xong là phải tự rửa nhé, nhớ chưa? Thì cũng xin được quay lại chú quẩy một chút các bác ạ. Quẩy đấy thì cũng vừa rồi có mua được mảnh đất thì hiện tại là còn đang thiếu 20 triệu nữa, thì cũng thật sự là cũng rất là mong được sự yêu thương từ các cô các bác dành cho quẩy để dành trả nốt cái mảnh đất để cho em quẩy, em toàn quyền sở hữu cái mảnh đất của em quẩy bác ạ. Vừa rồi thì cái mảnh đất là 58 triệu thì cũng đã trả là 38 triệu rồi. Thì hiện tại là còn 20 triệu chưa có tiền để trả. Thì cũng rất là mong là tiếp tục được sự quan tâm từ các cô các bác, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài nước để cho em quẩy, để em quẩy có cơ hội để trở thành một người sống có ích trong xã hội các bác ạ. Bên kia giờ chỉ cho em quẩy, em rửa một lần để cho cháu nó biết, để cháu nó tự lo. Mỗi lần ăn cơm xong phải mang bát đi rửa nha Phong nhá. Vâng. Mang bát đi rửa để cho mới sạch được, không được để lâu như bố nhá. Vâng. Cứ ăn xong bữa nào là phải rửa bữa đấy luôn. Vâng. Không được mang để ở đấy xong nó bị bẩn hết, mốc hết nhá. Vâng. Nhớ chưa? Vâng. Thì các bác nói là sao Phong cứ suốt ngày mặc cái áo, thì vừa rồi có đi mua áo thì Phong chọn
đều chọn áo cùng màu nên là cứ mặc liên tục thôi. Như anh ông này, anh ông ngày nào cũng mặc áo xanh ấy, thì anh ông có đặt mấy cái áo nên là ngày nào cũng phải mặc. Rồi bây giờ cho tự rửa. Đấy, cho Phong tự rửa. Phong vô đây. Đấy, Phong tự rửa nhé. Mưa rất là to, cũng sắp đến đây rồi. Tí về khả năng là gặp rất là nhiều khó khăn các bác ạ. Đấy, đúng cái chỗ mưa ở chỗ đường nông đi.
Có biết mở cái này không? Phong. Có biết biết. Hả? Biết. Mở xem nào. Đấy, sắp được đấy. Đấy. Kéo sang bên này. Đúng rồi, giỏi lắm. Đấy, kéo hẳn đi. Kéo hẳn đi. Đấy, giỏi lắm. Bác là, chẳng qua là bố của bé Phong không biết dạy bảo bé Phong làm việc nên là bé Phong không biết làm việc. Nhưng mà hôm nay ông đến thì ông chỉ bảo thôi, nhưng mà bé Phong cũng đã biết làm việc như người lớn rồi. Úi dồi. Nhẹ thôi. Đổ đi, đổ đi. Đấy. Đấy. Được rồi đấy. Rồi, ok. Đi rửa tay. Đấy. Một mình là chỉ ăn một hộp như này là được rồi. Đúng không Phong? Rửa cho cái chậu kia, rửa cho mày. Tiếp tục là cái nồi nhá. Đâu cái kia đâu, cái kẹp đâu. Cái kẹp Phong để đâu rồi? Ở ngoài hay sao? Kìa kìa. Đây. Chú xem em cơm chín chưa. Nào vào đây. Đấy, chín rồi đấy, cơm chín lắm rồi đấy. Đấy, cái này cầm như này, xong rồi giải cái này lên đây. Giải ở đây nhá. Nào đi lấy muôi về để cho chú làm cho xem. Cái gì? Cái muôi sới cơm ấy. Lấy đũa về, lấy bát về ăn cơm luôn. Giờ này cũng đã 6 giờ kém rồi, có một trận mưa đang từ bên kia sang rất là to. Có lẽ anh ông sẽ phải dính phải mưa về rồi các bác ạ. Thì tối nay bé Phong sẽ tự ở nhà đây. Nào. Ngày mai chú lại lên xem nhá. Vâng. Đây cơm phải đảo như này. Lúc nấu mình nấu chín phải đảo như này nhá. Vâng. Đảo như này này. Đấy. Đảo như này. Lấy một cái thìa về, cái thìa bé về. Đúng rồi. Sới cơm đi, sới cơm xong Phong ăn đi này, ngồi ở đây. Cháu mời các ông, các bà, các chú ăn cơm ạ.
Bác ạ, giờ một trận mưa rất là to đến đây rồi. Đấy, có lẽ sẽ phải lại phải lặn lội đi đến nhà, chắc là như con trâu ở trong đầm lầy ra rồi. Mưa rất là to, giờ này cũng đã 6 giờ. Thì lúc nào tạnh mưa thì anh ông sẽ đi về để cho bé Phong tự ngủ ở đây, chốt cửa cho bé ngủ, sáng mai bé còn đi học. Thì anh ông có nói là cái sách vở này và cặp sách thì bé Phong đi học thì sẽ được nhà trường cấp miễn phí. Và còn cơm ăn này và thức ăn, quần áo mặc cho Phong thì sẽ mua cho Phong. Thì hàng ngày anh ông sẽ đến đây để cập nhật Phong một lần. Hiện tại bác của bé Phong đang ở bệnh viện trông bố Phong, nên là bé Phong sẽ ở đây. Cũng có nói là cho bé Phong sang ở bác gái, nhưng mà bé Phong bảo là không muốn sang đấy, tự muốn một mình ở đây bác ạ, để cho bé khác tự ở đây. Mưa rất là to, trời tối om luôn của bác ạ. Các cái ngày đi mưa gió rất là vất vả. Bác gọi gió kìa. Gió rất to. Gió rất là to của bác ạ. Mưa gió, đúng mùa mưa gió. Gió kinh khủng luôn. Nhìn ở trên phim ảnh thì nhìn còn rất là sáng, nhưng mà thực tế ở ngoài trời rất là tối rồi các bác ạ. Đây các bác ạ, mưa một lúc thì cái chậu nước cũng đã đầy rồi, mưa rất là to. Thế chú về nhá, xong là một mình ngủ đây nhá. Được chưa, không được khóc nhá. Giờ này thì cũng rất là muộn rồi các bác ạ. Đấy là có một trận mưa to kéo dài, giờ này vẫn chưa tạnh nhưng mà có lẽ sẽ cũng phải đi về thôi. Từ đây về đến nhà 12 cây đường đất rất là trơn. Ở đây để đợi mấy hôm nữa bác về, bác sang ngủ cùng nhé. Thì cũng đã ăn cơm rồi, xong là sáng sớm dậy về thì đun nước xong là úp phở gà ăn nhé. Một mình có dám ở không? Hả? Một mình có dám ngủ đây không? Có sợ không? Có. Có. Thế bây giờ làm nào, chú đi về đấy. Ôi ôi khói. Tí ngủ phải chốt cửa vào, chốt cả cái cửa kia vào hết nhá. Chốt ba cái cửa vào hết. Nếu mà có ai gọi đừng có nghe nhá, đừng có mở cửa cho nhá. Được chưa? Đêm muộn đừng có mở cửa cho nhé. Mở cửa cho là người ta đến bắt cóc nhé.